Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về những cái búp sắp tới trong Epic 7. Hero đầu tiên được búp chính là Apocalypse Ravi các bạn, một hero Moonlight 5 sao. Và Moonlight Ravi sẽ được búp ở cả 3 chiêu luôn, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3. Thì đầu tiên vô cái chiêu 1 là thay vì chỉ tấn công cái địch như thông thường hiện tại thôi á, thì bây giờ Ravi sẽ có cơ hội là injury, có nghĩa là phá máu của kẻ địch, và đồng thời là sát thương của Soulburn sẽ được tăng thêm. Với cái phá máu á, thì tối đa là sẽ 10% máu bị phá khi mà mỗi lần Ravi tung chiêu. Thì đây là một cái buff nhỏ, nó bổ trợ cho cái khả năng gây sát thương cũng như là cái khả năng bruiser của Ravi thôi. Cái buff chính nó chính là ở cái chiêu 2 các bạn. Thì các bạn biết chiêu 2 của Ravi là một cái passive, bây giờ sẽ có cơ hội tăng thêm 15% combat readiness mỗi lần mà Ravi bị tấn công. Mà Ravi còn Fighting Spirit, có nghĩa là bình thường khi các bạn thấy Ravi có Fighting Spirit, mỗi lần bị đánh thì sẽ mất 10 cái Fighting Spirit để hồi máu. Thì bây giờ đi kèm với cái hồi máu là sẽ cộng thêm combat readiness, giúp cho Ravi có thể tới lượt nhiều hơn và có thể là tung chiêu nhiều hơn để mà có thể hồi lại Fighting Spirit. Và cuối cùng là buff cho cái chiêu 3 của Ravi. Thì các bạn biết là Ravi chiêu 3 là một chiêu sát thương rất là lớn và có thể hồi sinh cho đồng đội. Thì bây giờ là thay vì hồi sinh với 10% máu đồng đội thì hồi sinh thêm là thành 30% máu, và cộng thêm một cái skill nullifier thì 10 với 30% máu mình không thấy được cái sự khác biệt nó nhiều lắm. Nếu như mà các bạn dùng Ravi mà để hồi sinh những đứa máu giấy á, còn nếu như mà các bạn dùng Ravi để hồi sinh những cái hero mà tăng cỡ thì có lẽ là nó sẽ khó chịu một tí. Còn 10 với 30% mình không thấy nó có gì, nó không có khác biệt quá nhiều. Cái điểm khác biệt ở đây là cái chiêu 3 của Ravi nó sẽ cộng dồn sát thương các bạn. Tức là khi mà có một hero nào đó bị giết á thì cái chiêu 3 này nó sẽ được stack một lần sát thương và tối đa là có 3 cái cộng dồn 3 stack. Thì đó là một cái điểm cộng. Nhưng mà nhìn chung thì mình thấy cái chiêu 2 này nó có vẻ là ổn nhất cho cái việc mà dùng Ravi. Tiếp đến là một hero limited được kêu gọi buff rất là nhiều, đó chính là Luna các bạn. Thì Luna kỳ này được buff khá là ổn xét về mặt PvP luôn. Còn hồi trước là buff là để hồi trước không phải buff nữa mà là tung ra cái equipment để đi PvE thôi. Thì bây giờ Luna, chiêu 1 của Luna các bạn có thể Soulburn, tức là đẩy cái Soulburn từ chiêu 3 qua thành chiêu 1. Soulburn chiêu 1 các bạn sẽ đánh được số đòn đánh tối đa luôn. Tức là các bạn xài Luna các bạn biết là nó sẽ có 3 cái mức độ tung đòn khác nhau á. Thì cái mức độ mà đánh nhiều đòn nhất là nó sẽ hồi 3 lượt hồi chiêu cho chiêu cuối và gây sát thương cực đại. Thì các bạn có thể Soulburn để chắc chắn là có thể đánh được nhiều đòn nhất. Đó là một cái thay đổi. Cái thay đổi thứ hai là cái passive của Luna nó cũng rất là hay các bạn. Tức là hồi xưa các bạn tưởng tượng là Luna sẽ tăng crit và tăng hoặc tắc lên 30% nếu như mà máu trên 50%. Và nếu như mà máu bị tuột xuống 50% thì nó thay vì nó không có còn tăng crit nữa mà nó đổi qua nó tăng def và nó tăng cái tỷ lệ kháng crit lên 30%. Thì bây giờ cái tiết mục mà crit với kháng crit á là Luna sẽ luôn luôn có luôn. Tức là các bạn không bao giờ có thể đạt 100% tỷ lệ crit khi mà các bạn tấn công Luna. Thì cái này nó có thể mang lại nhiều hiệu quả rất là thú vị cho cái khả năng phòng thủ cũng như tấn công của Luna. Các bạn chỉ cần build khoảng chừng 70% tỷ lệ crit rồi thì cái khả năng phòng thủ của Luna sẽ có sẵn 30% tỷ lệ kháng crit bất chấp máu. Thì đây là một cái điểm rất là hay. Rồi cái về mà attack với lại defense á, thì vẫn giữ nguyên các bạn. Tức là khi mà máu trên 50% thì tăng 30% attack, máu dưới 50% thì tăng 30% defense. Thì cái đó giữ nguyên thôi. Qua đến chiêu 3, chiêu 3 là Ragnar Spear. Thì cái chiêu này được buff là sẽ xuyên giáp 50%. Thì cái này cũng đúng thôi, tại vì hồi xưa là toàn có tiết mục là Soulburn chiêu 3 là bên địch sẽ tuyển một đứa lên đường. Thì bây giờ nó mất tiêu cái Soulburn rồi thì sẽ bù sát thương lại bằng cách là xuyên giáp 50%. Thì mình không rõ là cái đòn xuyên giáp 50% này so với cái đòn Soulburn hồi xưa thì đòn nào mạnh hơn, nhưng mà nếu như cái này xuyên giáp mà mạnh hơn đòn Soulburn luôn thì cái này rất là tuyệt các bạn. Bởi vì hồi xưa khi mà Soulburn bắn là chắc chắn sẽ chết, kể cả Bruiser luôn, chỉ khi nào mà thuần tăng cờ rồi thì nó mới không chết thôi. Thì cái này là một cái điểm buff khá là hay. Đồng thời có một cái buff nữa, đó chính là các bạn nhận được 5 soul khi các bạn chơi cái chiêu 3 này. Và khi các bạn tiêu diệt được cái địch các bạn sẽ nhận thêm được 5 soul nữa. Tức là khi các bạn tung chiêu 3 này ra các bạn
giết được một gia đình là các bạn chắc chắn sẽ có một cục lửa để soul burn. Và các bạn biết là Luna nó có một equipment là sẽ thêm lượt khi mà chiêu 3 của Luna giết được gia đình. Thì các bạn thấy là có một cái combo là chiêu 3 của Luna tung ra giết được một cái địch và lập tức có thêm lượt, lập tức có free một cái soul luôn, và soul này là tự Luna kiếm được. Rồi các bạn có thể burn và đòn tiếp theo sẽ đánh max hit, gọi là max sát thương luôn á. Thì đây là một cái counter nhỏ nhỏ cho gọi là cho Arbiter Virgin, và đồng thời có thể đưa đến những cái khả năng khá là tốt. Thì lát xuống dưới có một cái artifact được buff á thì nó sẽ đi rất là tốt với lại Luna. Tiếp đến là Calric, thì Calric đã được buff rồi, thì bây giờ cái buff nó rất là nhẹ thôi các bạn. Tức là Calric hồi xưa là sẽ tàn hình khi mà dùng cái chiêu 3, tức là explosion, chiêu mà đánh toàn mục tiêu á, chơi chiêu đó xong tàn hình. Bây giờ đổi lại là Calric sẽ dùng chiêu 2 thì mới tàn hình, chứ không phải là dùng chiêu 3 nữa. Thì chỉ đổi lại vậy thôi, không có gì mới mẻ hết. Cái mới mẻ chính là cái ở cái equipment của Calric các bạn. Equipment của Calric thì bây giờ sẽ có một cái là cộng attack trước khi mà Calric dùng chiêu 3. Thì cái equipment đó nó đổi từ cái việc mà cộng attack trước khi dùng chiêu 2 đổi qua trước khi dùng chiêu 3. Thì cái này nó có vẻ là tốt, nhưng mà nó có một cái kỳ đó, đó chính là equipment của Calric nó có cái món là cộng 20% sát thương khi mà dùng chiêu 3. Ờ, nó có sẵn một cái món như vậy luôn. Thì mình không rõ là cái món này với cái món cộng 20% sát thương cái nào sẽ gây ra sát thương nhiều hơn nếu mà đánh đơn á. Còn nếu mà đánh có team thì chắc chắn là cái cộng 20% sẽ tốt hơn, bởi vì đánh có team thì nó cộng dồn được với buff attack nữa. Thì cái này chắc là cũng tùy vào cách mà các bạn dùng thôi. Nếu các bạn dùng để đi đầu á thì cái này có vẻ tốt, còn nếu các bạn dùng mà có team á thì cái dùng mà cộng 20% nó có vẻ tốt hơn. Hero tiếp theo chính là Mortalix. Một thì cũng nhận được buff ở cả 3 chiêu luôn. Và chiêu 1 thì nhận được buff ở Soulburn. Soulburn các bạn có thể đốt lên và tăng tỷ lệ phá giáp lên thành 100% cuối cùng. Và nó đổi cái Soulburn từ chiêu 3 qua hay sao á, chắc vậy. Thì khi mà có được cái buff mà, tức là Mortalix nó có một cái buff, một cái buff riêng của nó, mà khi nhận được cái buff đó thì sẽ đây là phá giáp, gọi là xuyên kháng luôn. Thì đây là một cái tăng sức mạnh cũng khá là được cho Mortalix. Với cái chiêu 2 thì bây giờ bản thân Mortalix sẽ có 30% tỷ lệ cao tờ attack. Thì mình không rõ là cái này nó có cộng dồn với set cao tờ không, nhưng mà nếu nó có cộng dồn với set cao tờ luôn á thì bây giờ Mortalix nó sẽ có đâu khoảng 45-50% tỷ lệ cao tờ, thì nó cũng khá là hay, khá là được. Rồi đồng thời thì tăng cái tỷ lệ mà buff cái chiêu Sacred Blessing lên 50%, thì từ 40 qua 50% mình không thấy nó có cái gì gọi là gọi là ấn tượng hết các bạn, cho nên cái này thì mình không biết. Nhưng mà cái tiết mục mà tăng cao tờ attack thì nó có vẻ hay. Cái chiêu Advent Mortalix, tức là chiêu cuối của một, thì sẽ tăng cái phần trăm mà gây injury ra từ 15% thành 20%, và đồng thời tăng sát thương luôn. Thay vì hồi xưa là các bạn phải soul burn thì mình nghĩ là nó gọi là nó tích hợp cái soul burn vô cái chiêu 3 luôn và tăng thêm cái phần trăm injury nữa, thì nhìn chung tốt hơn hiện tại. Có vẻ có tiềm năng, bởi vì là thứ nhất là có cái xuyên kháng mà phá giáp ở đây, 100% tỷ lệ phá giáp luôn, rồi có thêm cái counter attack này nữa, thì nó sẽ giúp cho Mortalix nó có thể là khó chịu hơn cho BBB, đồng thời cái chiêu 3 cũng nhận được thêm sát thương nữa. Nhìn chung là có vẻ là tốt, trừ cái chiêu 2 này thì nó hơi bị tiếc là nó không tăng lên được cao cao một tí cái chiêu mà buff Sacred Blessing này. Rồi qua tới hero 4 sao các bạn, Roaming Warrior Leo. Cái hero mà hiện tại cũng đang có recall luôn, thì liệu có đáng để recall hay không? Bây giờ Leo Moonlight sẽ nhận được buff ở chiêu 2 và chiêu 3 các bạn. Chiêu 2 thay vì là tăng skill cooldown lên một lượt kẻ địch đó, thì bây giờ nó sẽ đổi thành phá giáp. Rồi những cái ý khác thì nó không có gì khác biệt hết, nhưng mà nó có một cái là detonation damage dealt increase nè các bạn, có nghĩa là cái sát thương mà kích nổ bom á, nó sẽ tăng lên. Thì mình không biết là cái kích nổ bom này nó áp dụng cho mọi trái bom luôn hay là nó chỉ áp dụng cho một mình Moonlight Leo thôi. Nếu mà cái kích nổ bom này nó áp dụng cho mọi trái bom á thì có lẽ là nó sẽ mang meta bom lại. Nếu như mà chỉ áp dụng cho mỗi Leo thôi á thì
mình cũng không biết nữa. thì chắc cũng được, nó giúp cho Leo bớt phế hơn. Có một cái là mình không biết là cái phá giáp ở đây nó có cái ý nghĩa gì, bởi vì là mình thấy cái tăng mà cái tăng cooldown này á, nó có vẻ ổn rồi. Bây giờ lại đổi qua thành phá giáp thì chắc là sẽ, nếu như các bạn không có Leo hệ Earth thì các bạn có thể dùng tạm Moonlight Leo này để mà đi one shot mấy con boss. Thì đó là ý nghĩa của phá giáp mà mình có thể nghĩ ra thôi. Còn nếu mà dùng trong PvP á, mình thấy cái skill cooldown này nè có vẻ tốt hơn là cái phá giáp. Đó là chiêu 2. Và chiêu 3 của Moonlight Leo thì nó sẽ có cái sự buff rất là mạnh ở đây. Tức là đây là một chiêu mà có thể trừ buff đi một lượt, và sau đó sẽ có 100% tỷ lệ trừ speed và đặt trái bom trong hai lượt, đồng thời là sẽ có skill nullifier trong một lượt luôn. Nó rất là nhiều thứ diễn ra trong cái chiêu 3 này, và đặc biệt đó là tăng từ tỷ lệ 90% lên thành 100%. Các bạn, đây là một cái tăng rất là tốt, bởi vì là bây giờ là chỉ cần có 15% kháng hay là không kháng thôi, còn nó không còn cái 10% hên xui bên đây nữa. Đồng thời là có skill nullifier luôn, nghĩa là nó sẽ cho Leo cái cơ hội là sống sót được tốt hơn. Các bạn có thể dùng Leo như là một hero mở đầu luôn, và theo sau đó là Limited Etheria để mà kích nổ bom. Thì sẽ có một vài cái nhận xét là cái meta bom có vẻ là bị Light Angelica chặn lại. Tuy nhiên với cái việc mà Leo nó gây hai cái debuff và với cái thứ tự như vậy, có nghĩa là trừ speed trước rồi đặt bom sau, thì nếu như mua Light Angelica có bật passive lên á thì chỉ giải một buff thôi là cái debuff speed. Xong rồi Moonlight Angelica nếu như có nhảy lên, có nhảy vượt mặt luôn cả Etheria thì Angelica cũng chơi chiêu 3. Chiêu 3 thì strip hết buff rồi silent một lượt đúng không? Thì tới lượt Etheria limited, Etheria sẽ soul burn free mà, free soul burn để mà đẩy cái buff silent đi và vẫn kích nổ bom được. Thì cái meta bom các bạn muốn phá bằng Light Angelica thì các bạn sẽ cần kết hợp thêm với lại Tywin, mình nghĩ là vậy. Chứ một mình Light Angelica thì nó không, mình nghĩ là nó sẽ không có đủ sức phá được cái đặt bom khi mà Leo nó có cái tiết mục này rồi. Hoặc là các bạn có thể làm như vậy, đầu tiên các bạn vô các bạn chơi cái chiêu 3 này, Leo chơi chiêu 3 này xong rồi Soul Burn. Bởi vì Soul Burn chiêu 3 Leo là nhận thêm lượt, thì Leo combo chiêu 3 và chiêu 2 kích nổ trái bom, Angelica nổ cái đùng chết. Rồi xong, các bạn không cần quan tâm đến Light Angelica làm gì cả. Thì đó là một vài cái hướng mà các bạn có thể đi cái team bom với Leo và Etheria Summer. Hero tiếp theo nhận được một buff chính là Dominiel, các bạn, một hero cổ xưa. Thì bây giờ Dominiel nó sẽ chuyển từ hero mà chú trọng rất là nhiều chỉ số sang hero support. Bằng chứng là với chiêu 1 sẽ có tỷ lệ stun đến 40% stun là cũng khá là cao á. Xong rồi các bạn có thể soul burn để tăng tỷ lệ lên thành 100%. Ở đây nó ghi là tăng thêm 60%, cộng 40 là thành 100% tỷ lệ stun một kẻ địch. Cũng khá là tốt cho một cái chiêu mà chiêu 1 thôi. Chiêu 2 là buff toàn bộ chiêu luôn, đổi tên luôn, là từ một chiêu mà kích hoạt thành chiêu passive. Thì cái chiêu 2 này á, nó sẽ có cơ hội là buff khiên và buff cái buff mà phản sát thương á các bạn. Và làm sao để buff được, thì khi mà đồng minh nhận được một đòn crit thì bản thân Dominiel sẽ có 35% tỷ lệ kích hoạt cái buff đó. Thì 35% có vẻ nó hơi bị ít, nhưng mà nếu như các bạn dùng trong team, tức là khi mà đồng minh bị dính đòn crit á, thì cái tỷ lệ này có thể là nó sẽ cao hơn là lý thuyết ở đây. Rồi đồng thời là cái mà buff khiên á, nó sẽ tỷ lệ theo máu của đồng minh chứ không còn tỷ lệ theo attack của bản thân Dominiel nữa, cho nên bây giờ việc build Dominiel nó có vẻ nó dễ hơn nhiều. Một cái điểm nữa đó là khi mà các bạn chưa nâng chiêu thì chiêu này các bạn có thể dùng một lần trong 3 lượt. Tuy nhiên nếu các bạn nâng chiêu rồi thì nó trừ xuống là mỗi lượt luôn, 3-2 còn một lượt, các bạn có thể dùng một lần trong một lượt. Thì nếu như các bạn mà số hên lắm á, mà các bạn chơi team Ruiser á, là coi như team bạn có thể được bất tử luôn, bởi vì là cứ mỗi lượt là cứ lên khiên hoài. Lên khiên rồi lên phản đam nữa, thì các bạn có thể tưởng tượng nó khủng khiếp tới mức nào. Khi mà con Fallen Cecilia mỗi lượt là nó lên khiên cho một đứa thôi mà thấy mệt rồi, trong khi là Dominiel mỗi lượt nó lên khiên cho cả team luôn, rồi phản đam nữa. Tất nhiên là với cái điều kiện kích hoạt nó hơi bị ngặt nghèo là phải nhận được đòn crit
rồi chỉ có 35% thôi thì nó sẽ tốt hơn khi mà các bạn dùng để mà chống lại những cái team mà AoE. Nhưng mà nếu như các bạn hên thôi á, thì là mỗi lượt đều có khiên, đều có phản đam, thì cái đó nó rất là khủng khiếp. Nó rất là ác mộng. Với những cái team mà cleave thì Dominel có thể sẽ được dùng để mà trị những team cleave. Và đồng thời với đó, chiêu 3 Dominel là sẽ có 90% tỷ lệ stun và 100% tỷ lệ trừ combat readiness đi 15%. Rồi bản thân Dominel cũng sẽ nhận được một cái buff speed nữa, thì nó rất là tốt. Thì nhìn chung cái chiêu 2 này nó có tiềm năng khá là ổn các bạn. Và đồng thời những cái mà debuff khống chế á, nó được củng cố thêm trên Dominel. Mercedes lại tiếp tục được buff. Và Mercedes kỳ này nó sẽ chỉnh sửa ở cả 3 chiêu. Chiêu 1 Mercedes sẽ cộng combat readiness lên 15%. Chiêu 2 Mercedes bây giờ sẽ có 75% xóa một buff. Các bạn có thể nâng chiêu này lên và tăng tỷ lệ này lên thành 85%. Nó rất là tiếc, nó không phải là 100%, nhưng mà thôi kệ. Và hồi xưa, tức là hồi mà khi mà vừa mới buff lên á, chiêu 2 của Mercedes sẽ tấn công 2 lần nếu như bên địch có từ 3 kẻ địch trở xuống. Thì bây giờ các bạn không cần phải dùng như vậy, các bạn chỉ cần có cái buff ật tắc trên người là Mercedes sẽ tự động cho cái chiêu 2 này 2 lần. Và dường như có vẻ ở lần kích hoạt thứ 2 cũng sẽ có 70% để dispel. Có nghĩa là các bạn có cơ hội xóa 2 buff với cái chiêu này. Thì nhìn chung đây là một cái buff mà có tiềm năng để mà đi hơn Azimanak các bạn. Bởi vì mình đang me Mercedes bữa giờ để build tính đi hơn Azimanak, nhưng mà lời. Thì với cái buff này là có vẻ đi Azimanak rất là tốt. Trong PvP thì sao, mình nghĩ là nó cũng tốt thôi, bởi vì cái điều kiện kích hoạt nó không còn ngặt nghèo như hồi xưa là phải 3 hero. Cái hồi mà vừa mới buff xong đó là đi Guild Wars khá là tốt, bởi vì luôn chơi 2 lần. Thì bây giờ đi Guild Wars hay Arena kiểu Cleaver thì cũng ổn, cũng khá được với cái chiêu 2 này. Cái chiêu 3 cũng nhận được buff các bạn. Chiêu 3 bây giờ sẽ là tấn công toàn mục tiêu và buff ặc tắc cho toàn đồng minh 2 lượt. Và đồng thời là sát thương sẽ tăng theo đòn crit chứ không phải là tăng theo máu bị mất của kẻ địch. Có nghĩa là sát thương bây giờ mình nghĩ là cái sát thương tối đa nó sẽ chuyển hóa qua cái đòn crit này. Cho nên là dùng Mercedes để đi mà cleaver nó cũng sẽ là một lựa chọn khá ổn. Đồng thời là một lựa chọn để buff ặc tắc luôn. Các bạn không có closer charge chẳng hạn, các bạn không có charge mà earth hệ đất luôn á, mà các bạn cần hero buff ặc tắc trong khi team địch có Politis, có Celine các kiểu, thì các bạn có thể dùng hero này để mà buff ặc tắc cái kiểu mà tấn công xong rồi buff ặc tắc lên, thì ở đó đó có thể, chắc là có thể dùng được theo cái cách này. Nhưng mà nhìn chung Mercedes buff xong thì mình thấy là đi Azimanak khá là được. PvP thì hên xui, chắc là cần quan sát coi là Mercedes có thể làm được gì. Rồi đó là kết thúc về hero. Đến artifact, thì artifact lần này là hai cái 5 sao. Trong đó cái artifact đầu tiên là của Yuffin các bạn. Yuffin hệ đất có cái hình Yuffin trên đó. Thì bây giờ thay vì là tăng effectiveness với lại tăng combat readiness của bản thân người cầm, thì bây giờ khi mà dùng đòn single attack sẽ tăng sát thương lên 16%. Và khi mà tiêu diệt được kẻ địch bằng đòn single attack thì sẽ tăng combat readiness của tất cả đồng minh trừ bản thân người mang lên 12%. Thì cái này đi rất là tốt với Luna các bạn. Các bạn có thể tưởng tượng là Luna mà chiêu 3 kẹp với cái equipment mà có thêm lượt á, nghĩa là có 2 lượt. Thì nếu như các bạn đảm bảo là mỗi lượt Luna đi có thể tiễn một hero lên đường là team bạn sẽ có free 24% combat readiness. Thì nó có một cái điểm ở đây là mình không biết cái chỉ số nào là cái chỉ số mà cần up artifact lên. Mình nghĩ là cái 12% này nè. Thì nếu như các bạn chỉ có một tấm thẻ thì nó sẽ không được nhiều đến như vậy. Nhưng mà nếu như các bạn có max luôn á thì các bạn sẽ có đến 24% combat readiness. Nếu như trong team của bạn có Ranger để mà cầm cái artifact Sashi Tanks, một cái artifact cho Ranger 4 sao á, các bạn sẽ cộng thêm combat readiness để nó đẩy team của bạn lên mây luôn. Thì đó là một cái combo mình thấy khá là hay khi mà dùng Luna với cái artifact này. Artifact ở dưới là Storm Sword của Celine. Thì bây giờ thay vì chỉ cộng ặc tắc thôi, cái người cầm sẽ nhận thêm combat readiness lên 24%. Thì nên nếu như các bạn max tất nhiên rồi. Cái artifact này trước giờ là chỉ dùng cho duy nhất mỗi Celine. Mình thấy Celine là dùng cái artifact này tốt nhất. Thì bây giờ với 24% combat readiness là một cái chỉ số không tệ
Dùng cho Celine thì không tệ, nhưng mà khả năng dùng cho hero khác thì thế nào? Các bạn có thể gắn vào những hero mà buff combat readiness để có thể tạo bất ngờ, chẳng hạn như các bạn gắn vô Ruzit hay là gắn vô Judith, chẳng hạn những cái đứa mà sát thủ thief mà có thể kéo combat readiness của team lên. Ví dụ như bên team địch dùng những thể loại buff chẳng hạn, ví dụ dùng Angelica đi chẳng hạn, thì các bạn có thể bay lên, bay đua với Angelica. Angelica hệ ánh sáng á thì nó cũng nhận được tối đa là 8x3 24% combat readiness, thì các bạn dùng cái artifact này các bạn có thể chạy là cắt được lượt của Angelica thì nó hên xui chỗ đó. Còn ngoài cái cách đó ra thì mình chưa nghĩ được là có thể dùng vào những trường hợp nào, nhưng mà dùng trên bản thân Celine thì nó sẽ vẫn tốt hơn được một tí so với hiện tại. Thì đó là artifact Secret Art Storm Saw, một cái art 5 sao. Đó là toàn bộ những cái hero được buff kỳ này các bạn. Nói chung là buff khá là ổn, khá là tốt luôn. Hero nào cũng buff mà đến mức có thể dùng được cả, không có hero nào mà buff ở cái dưới ngưỡng hết. Thì đó là cái cảm nghĩ của mình về cái đợt mà cân bằng hero kỳ này. Rồi thì mình xin kết thúc video này tại đây. Hy vọng là các bạn thấy video này có ích, và mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.